Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 24 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh tham dự và trao bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Bà Thu Bồn. Hội nghị trực tuyến với các địa phương thông qua hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam 24 tháng 3 1975, 24 tháng 3 2021, trong chương trình có phóng sự Đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng Tam Thăng. Mục học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phản ánh về phong trào người dân tình nguyện hiến đất ở huyện Duy Xuyên. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Bà Thu Bồn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh cùng đông đảo bà con nhân dân hai huyện Duy Xuyên, Nông Sơn tham dự sự kiện. Trước lễ công bố quyết định và đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong không khí thiêng liêng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và các đại biểu thành kính dâng hương tại dinh Bà Thu Bồn, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn đối với các bậc tiền nhân. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh, lễ hội là một sự kiện rất quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam. Trong thời gian đến, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn, bà con nhân dân tiếp tục tích cực tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến công chúng và bạn bè, du khách gần xa về ý nghĩa và những giá trị đặc trưng của di tích dinh bà gắn với lễ hội Thu Bồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, tín ngưỡng, hướng đến xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch sông nước đặc sắc, độc đáo, xứng tầm với quy mô lớn để thu hút khách du lịch nhiều hơn nữa. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương thông qua hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh thông tin về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn, bao gồm các phương án sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, kế hoạch lựa chọn, phương thức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Theo đó, đối với dự án sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao sở chuyên ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoặc ban quản lý dự án chuyên ngành làm bên mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu. Hướng tới tăng cường quản trị một cách bền vững, sử dụng hiệu quả tiết kiệm các nguồn tài nguyên ở lưu vực sông Thu Bồn và thực hiện chủ trương của tỉnh, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Ngô Anh Đào đã tiến hành nghiên cứu ý tưởng quy hoạch nói trên trong hơn một năm qua. Chiều nay, nhóm nghiên cứu đã báo cáo ý tưởng quy hoạch với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương liên quan. Dựa trên cách đặt vấn đề quy hoạch phía đông, quy hoạch vùng liên huyện đang được thực hiện, nhóm nghiên cứu đề xuất quy hoạch 1/1000 trên diện tích 15.500 ha với 7 phân khu chức năng định vị từ phía tây cầu giao thủy đến cửa đại. Cách tiếp cận là lấy sinh thái làm chân đế, văn hóa làm nền tảng, tiếp đến mới đặt vấn đề khai thác kinh tế. Ý tưởng của nhóm nghiên cứu cũng đặt vấn đề ưu tiên phát triển kinh tế sáng tạo, khuyến khích các kết nối Tây Đông, đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, văn hóa và phát triển. Kết luận và giao nhiệm vụ thực hiện quy hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu quy hoạch cần đặt vấn đề nhận thức lại con sông Thu Bồn như một thương hiệu, làm sao để khai thác một cách bền vững, tận tiến theo chiều dài lịch sử và giữ được những thứ cần giữ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với quy hoạch là phải quản trị được sông Thu Bồn và phục vụ cho được yêu cầu phát triển, tích hợp các phương án để chọn một phương án tối ưu nhất. Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 năm 2021, TechFest Quảng Nam 2021, sáng nay tại Trung tâm Văn hóa tỉnh diễn ra hội thảo kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền Trung Tây Nguyên. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, các chuyên gia về khởi nghiệp, các nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp Quảng Nam. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh,
Quảng Nam có nhiều dư địa để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, nổi bật là các lĩnh vực logistics, kinh tế phường, sâm Ngọc Linh. Bên cạnh đó, Quảng Nam đã ban hành nhiều chương trình, chính sách để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngoài sự hỗ trợ từ phía chính quyền, cần phải có sự nỗ lực nhiều hơn nữa từ cá nhân, tổ chức khởi nghiệp. Hội thảo lần này sẽ là cơ hội để các startup có thêm kinh nghiệm để định hướng khởi nghiệp, mở rộng kết nối, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phối hợp chặt chẽ của các thành phần quan trọng trong hệ sinh thái, góp phần phát triển mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia khởi nghiệp đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhấn mạnh vai trò của mạng lưới kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, các nội dung khởi nghiệp trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0, cách thích nghi để ứng phó và phát triển trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các hoạt động kết nối sử dụng nguồn lực từ các đề án để khởi nghiệp. Chiều nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn Nông dân Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo từ sản phẩm địa phương và phát động chương trình Nông dân khởi nghiệp năm 2021. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu. Tại diễn đàn, nhiều đại biểu chia sẻ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chính là cuộc cách mạng của sự kết nối. Cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo phải là những người dám dấn thân, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, cùng kết nối truyền cảm hứng với công cuộc đổi mới sáng tạo, tạo ra những sản phẩm mới từ sản phẩm địa phương trên nền tảng công nghệ số. Ngoài ra, diễn đàn cũng chia sẻ nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thông qua diễn đàn, góp phần nâng cao nhận thức, ươm mầm về khởi nghiệp sáng tạo cho hội viên nông dân, giúp hội viên nông dân có hoài bão, khát vọng vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 3 Ủy ban bầu cử tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân làm trưởng đoàn có buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hội An. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Hội An, việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 là 58 người, để bầu 30 đại biểu tham gia Hội đồng Nhân dân thành phố khóa mới. Hiện, Ủy ban bầu cử thành phố đang tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao việc chuẩn bị cho công tác bầu cử của thành phố Hội An, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt đối với công tác y tế, cần chủ động xây dựng kịch bản chi tiết trong phòng chống dịch COVID-19. Sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại hai xã Phước Đức và Phước Năng, đoàn kiểm tra số 9 của Ủy ban bầu cử tỉnh do trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Phước Sơn. Đến nay, huyện Phước Sơn đã hoàn thành các bước theo đúng quy trình. Theo đó, có 58 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12 và 388 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Hiện nay, Phước Sơn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan cho ngày bầu cử. Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà lưu ý Phước Sơn cần rà soát lại các tiểu ban bầu cử, bổ sung thành phần cho hợp lý, chú trọng công tác tuyên truyền cổ động, trang trí tại khu vực bỏ phiếu cho phù hợp, nắm danh sách cử tri và tổ chức bỏ phiếu theo đúng luật định. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 1 của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Duy Xuyên về công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai để xem xét tiêu chuẩn và thống nhất lập danh sách sơ bộ 52 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, để bầu lấy 33 đại biểu theo quy định, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 36,5%, người ngoài đảng 7,69%, trẻ tuổi chiếm 42,31%. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử của huyện Duy Xuyên, đồng thời lưu ý cần tiếp tục thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch đã đề ra, thời gian trước, trong và sau bầu cử, bảo đảm đúng quy định.
Sáng nay, Công đoàn các khu công nghiệp Quảng Nam tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn CTR Vina tại khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Tại buổi lễ, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam công bố các quyết định kết nạp 99 đoàn viên, quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn CTR Vina và ra mắt ban chấp hành lâm thời, ủy ban kiểm tra công đoàn công ty. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn CTR Vina có diện tích trên 55.000 m2, được thành lập và đi vào hoạt động tại khu công nghiệp Tam Thăng cuối năm 2018, là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Số lượng công nhân lao động hiện nay là 114 người. Đây là một trong những dự án lớn của tỉnh về công nghiệp phụ trợ ô tô. Chiều nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam UCEP phối hợp với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số tổ chức cuộc họp lấy ý kiến phản hồi các sở ngành liên quan của Quảng Nam liên quan đến kết quả tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ người khuyết tật tại Quảng Nam. Tại cuộc họp, các đại biểu được trao đổi một số kết quả liên quan đến việc xác định các nhu cầu của người khuyết tật, gồm điều kiện phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe, giáo dục, sinh kế và hòa nhập cộng đồng, hiện trạng kỳ thị, bạo lực với người khuyết tật và sự tham gia của nam giới, nhu cầu của người chăm sóc đối với người khuyết tật. Ngoài ra, cuộc họp cũng đã đưa ra các thảo luận theo nhóm về các kết quả được xác định thông qua điều tra khảo sát. Được biết, toàn tỉnh Quảng Nam hiện có gần 66.750 người khuyết tật, trong đó có gần 12.600 người khuyết tật đặc biệt nặng. Sáng nay, Chi cục Thủy sản Quảng Nam tổ chức thả tôm xuống tại khu vực rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An. Đây là hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp 62 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà và ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam ngày 1 tháng 4 1959, ngày 1 tháng 4 2021. Chi cục Thủy sản Quảng Nam đã thả 1,2 triệu con tôm sú giống tại khu vực rừng dừa Bảy Mẫu để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Theo Chi cục Thủy sản, nguồn lợi tôm sú trên địa bàn tỉnh đang suy giảm nghiêm trọng do khai thác bằng xung điện, ngư lưới cụ có mắc lưới quá nhỏ. Vì thế, thả tôm sú giống để tái tạo nguồn lợi là rất cần thiết. Tôm sú giống có chất lượng tốt, được bảo vệ, khỏe mạnh, nên khi thả xuống sông sẽ nhanh chóng thích ứng với môi trường mới. Khu vực cuối sông Thu Bồn tiếp giáp với cửa biển Cửa Đại. Đồng thời, Chi cục Thủy sản Quảng Nam sẽ tổ chức thả 5.000 cá giống và cua các loại tại khu ven sông, cuối biển huyện Núi Thành. Thưa quý vị và các bạn, xã Kỳ Anh, nay là xã Tam Thăng và địa đạo Kỳ Anh, thành phố Tam Kỳ, được biết đến như căn cứ địa cách mạng quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây được chọn làm nơi tập kết chuẩn bị lực lượng tiến công đánh vào các cứ điểm của địch như An Hà, Núi Cấm, tỉnh đường Quảng Tín, mở rộng vùng giải phóng kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, binh vận, làm mất nhuệ khí quân thù, tiến đến giải phóng thị xã Tam Kỳ và hoàn toàn Quảng Nam vào ngày 24 tháng 3 năm 1975. Chiến tranh lùi xa hơn 40 năm, mảnh đất Tam Thăng hôm nay đang dần thay da đổi thịt, mang một sức sống mới. Đặc biệt, trong tiến trình khai mở tiềm năng vùng đông của Quảng Nam, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ quy hoạch chiến lược cho vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Tam Thăng nay đã khác xưa, những trạng cát rác bỏng dưới chân giờ nhường chỗ cho những công trình, dự án đồ sộ. Hai bên đường vào khu công nghiệp, hàng quán mọc lên san sát. Những ngôi nhà cao tầng khang trang dần hiện hữu, mang lại sinh khí mới cho vùng quê vốn giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Nắm bắt xu hướng thời cuộc, chị Nguyễn Thị Thu, 33 tuổi, quê gốc Tam Thăng, mạnh dạn đầu tư vốn liếng, thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục. Với số lượng trẻ luôn giữ ở mức ổn định trên 60 cháu, chủ yếu là con của công nhân tại khu công nghiệp, đã mang lại cho gia đình chị Thu doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cuộc sống gia đình chị Thu nhờ đó khấm khá hơn so với trước kia. Ngoài cái giải quyết nhu cầu việc làm cho tôi cũng như là giúp giải quyết một số nhu cầu cho các cô cùng ngành, đời sống của người dân xã Tam Thăng sau khi cô công nghiệp về thì nó được cải thiện rất là nhiều. Đến nay, khu công nghiệp Tam Thăng đã thu hút được 23 dự án đầu tư, trong đó có 19 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 530 triệu đô la Mỹ. Giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động, trong đó có khoảng 2.000 lao động là con em địa phương, với mức thu nhập ổn định từ 4 đến 15 triệu đồng mỗi người một tháng. Điểm nhấn nhất là giai đoạn từ năm 2011, được sự thống nhất của thành ủy, ủy ban thành phố, thì tổng Tam Thăng là xây dựng cơ sở nông thôn mới. Thì qua 5 năm triển khai thực hiện xây dựng cái đề án
Thì đến năm cuối năm 2015 thì xã Tam Thang là đạt chuẩn nông thôn mới. Về Tam Thang vào những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ nét trên vùng đất thép. Người dân Tam Thang có quyền tin tưởng vào những đổi thay bứt phá đi lên phía trước trên mảnh đất được dệt lên từ ý chí kiên trung bất khuất của lớp lớp bao thế hệ cha anh trưởng thành từ trong gian khổ cách mạng. Thưa quý vị, những năm qua, hàng ngàn hộ dân huyện Duy Xuyên tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất để mở đường giao thông, xây dựng công trình hạ tầng, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, tiết kiệm cho ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng. Để có được thành quả trên, hệ thống cán bộ huyện Duy Xuyên luôn nỗ lực hướng về cơ sở với phương châm hành động, tất cả vì lợi ích của nhân dân, nên nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân. Tại khối phố Long Xuyên, thị trấn Nam Phước, hàng chục hộ dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, tháo dỡ nhiều vật kiến trúc, tường rào cổng ngõ để mở rộng tuyến đường lên hơn 5 mét. Đặc biệt có hộ hiến gần cả 100 mét vuông đất ở, tự bỏ công để di dời tường rào cổng ngõ mà không đòi hỏi đền bù. Ông Đỗ Bảy vừa đi đầu trong phong trào, vừa tuyên truyền bà con trong khối phố làm theo. Tôi cũng cố gắng làm nga những ngà đào để cho toàn thể nhân dân họ cùng làm. Đến ngày bữa nay thì tôi thấy rằng tương đối cái tuyến đường này đã hết. Thực sự nói với anh là bây giờ đến giờ là đã hết rồi. Chỉ chờ là coi như xong xuôi giờ trụ điện và đồng thời đổ đất để nâng lên. Nhân dân đây rất phấn khởi. Khi thị trấn Nam Phước đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường Trương Chí Cương dài 1,2 km, rộng 9,5 m với tổng vốn đầu tư trên 16 tỷ đồng. Trong số đó, các hộ dân sống dọc hai bên đường đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hơn 120 công trình tường rào. Điều này giúp việc thi công được đảm bảo tiến độ đề ra. Khi được chính quyền thị trấn Nam Phước vận động hiến đất để mở rộng tuyến đường này, hộ ông Ngô Tuấn, khối phố Mỹ Hòa, hiến 60 mét vuông đất, tự nguyện di dời tường rào cổng ngõ vào đúng vị trí để làm đường. Trên đất, ví dụ tường rào cổng ngõ, thì chúng tôi hầu như là cống ngay. Thì nhà nước chỉ có hỗ trợ ví dụ di dời cái tường rào, ví dụ như đập phá dùng cái tường rào, còn ví dụ như còn ai có điều kiện đập phá thì cứ đập phá. Chúng tôi nói thật sự là hoan nghênh, và đến bây giờ thì con đường đã hoàn thiện rồi, và đầu hoàn thiện cũng cả gần một năm rồi, thì dân tôi thật sự quá vui mừng. Mặc dù đất đai còn sốt giá, nhưng được sự vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương, người dân hiểu được hiến đất mở rộng đường giao thông thì tài sản không giảm đi, mà ngôi nhà mình sinh sống thêm giá trị hơn. Từ Mỹ Hòa, phong trào hiến đất làm đường lan rộng ra khắp các khối phố trong thị trấn Nam Phước. Trên 11.500 mét vuông đất được hiến để xây dựng các tuyến đường giao thông như Âu Cơ, Chu Văn An, Nguyễn Văn Trỗi, tuyến Cây Đa, Chợ Đình nối cầu Gò Nổi. Theo tính toán của địa phương, nếu đền bù giá trị đất và tài sản trên đất có thể lên đến hàng chục tỷ đồng, mà chưa chắc tiến độ thi công đảm bảo. Nhà nước chỉ chịu phần về xây dựng, kinh phí về xây dựng, còn là phần dỡ phóng mặt bằng, về đất đai, về tường rào cổng ngõ, vật kiến trúc là nhân dân là tự nguyện hiến đất. Kết nối hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi để bà con phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống người dân sẽ không ngừng cải thiện. Điều đáng mừng hơn nữa là qua phong trào này, tình làng nghĩa xóm được gắn kết ngày càng bền chặt hơn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.